cặp đôi với cái buổi trước không? Rồi chọn rít ha. Salary chọn rít. Rồi chọn này. Rít này. Chọn rít gặp được chưa? Muốn nó mịn hơn nè. Rít. Chọn 0.5. Ha. Ok. Ok. Đấy, mình như thế này. Rồi. Tường này. Rồi cái tường này thì mình sẽ chọn cái lớp cửa ha, cửa cho nó. Rồi. Chọn new nè. Mình sẽ đặt là cửa. Đó, cửa ok ha. Rồi. Ở dưới đây mình cứ chọn lớp cửa luôn ha. Ok, dạ. Yeah. Ok. Cái tường 200 này 130 cũng chọn lại ha. Các bạn chọn lại lớp cửa cho nó luôn. Rồi. Modify nè. Đó. Còn là STL ha. Còn STL. Rồi, cắt nó ra. Cắt từng đoạn nó ra. Được chưa? Đúng rồi, STL. Ví dụ mình STL là cái lệnh này nè. Lệnh này. Được chưa? Hôm sau thì mình sẽ chỉ riêng cái mấy cái lệnh bản lệnh. Hôm nay chỉ làm quen với nó thôi. Bữa sau sẽ có một ngày dạy lệnh tắt luôn ha. Đây là ví dụ tường này 100 chẳng hạn ha. Mình chọn cái tường này để tường 100 vô kéo vậy nè, kéo ra cái vô nè ha. Dính lại vô ha. Dính lại như vậy. Bây giờ mình không thích cái loại tường này, mình thích bét một cái lỗ ha, cao khoảng 900 đi, cao lên khoảng 2.3 thôi, được chưa? Để mình treo một bức tranh lên đó, phát lỗ tường. Rồi xuống một bài này. Rồi 130 ha, vậy cái lớp nè. Để nhẹ đây. Rồi. Chọn cái tường ha. Cái tường, cắt cái tường. Lấy cái tường lớn, cắt cái tường nhỏ. Lấy cái tường lớn, dồn cái tường nhỏ. Giờ. Rồi. Qua đây nè. Kéo xuống. Chờ. Nếu nó khác chỗ này, này kéo xuống này, kéo xuống rồi nó không xuống. Nha, đó là hai cách xử lý.